Tôi đang rất sốt ruột. Trung ương yêu cầu báo cáo vụ việc, trong đó nhấn mạnh công tác cán bộ và sự chỉ đạo của thường vụ khi vụ việc xảy ra. Phó Bí thư không nên quá căng thẳng như thế. Những chuyện như thế này đối với bọn tội phạm hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng rất nhiều mưu ma trước quỷ. Vậy cứ đổ lỗi hết cho tội phạm là xong. Tôi không có ý ấy. Là trưởng ban nội chính, nhiệm vụ của tôi là nắm tình hình, tham mưu cho thường trực thường vụ tỉnh ủy. Tôi có hơi bức xúc, anh thông cảm. Anh Bá này, tôi nghĩ chúng ta nên xem xét trách nhiệm những người có liên quan. Vụ việc lần này là một khuyết điểm rất nặng. Vâng. Anh em bên công an tỉnh cũng rất quyết tâm về việc này. Tôi đã trao đổi trực tiếp với thủ trưởng cơ quan điều tra. Anh Viết cũng đã họp với các điều tra viên. Anh em đã không xem nhẹ chuyện này đâu chị ạ. Các thành viên chủ chốt trong ban chuyên án cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm về mình. Thế còn ban chỉ đạo? Chẳng phải anh là người tỏ ra gay gắt khi sự việc bị đẩy đi quá nhanh, dẫn đến việc điều tra bị sơ hở? Việc đó qua rồi chị ạ. Nhiệm vụ trước mắt bây giờ là truy bắt Lê Hoàng và tiếp tục giải quyết vụ án. Không. Tôi nghĩ chuyện chưa qua đâu, mà nó đang thao túng mọi việc. Là trưởng ban nội chính, đầy kinh nghiệm, tôi nghĩ anh có đủ khả năng để phán đoán tại sao Lê Hoàng có thể bỏ trốn trước mũi công an và kiểm sát. Báo cáo... Thôi. Anh cứ chuẩn bị tài liệu đầy đủ. 3 giờ mời anh lên họp. Thế nhé. Chào anh. Chào anh, tôi là Lê Hoàng. Từ giờ, anh là Ngô Đức Đành, nhớ chưa? Anh Hoàng này. Xin lỗi. Ngô Đức Đành. Lê Hoàng. Tôi nhớ rồi. May mắn.